đổ 25ml nước vào một vị trí cố định. Đối với sản phẩm băng vệ sinh khác, nước sẽ bắt đầu thấm ra bên ngoài. Trong khi đó, sản phẩm băng vệ sinh của Fantech đặc biệt có thiết kế khe chống tràn, nên khả năng chống tràn rất tốt, để yên trong 20 giây. Kiểm tra khả năng hút nước và độ khô thoáng. Có khả năng hút nước mạnh lên đến 54 lần, khô thoáng, không dễ sinh ra vi khuẩn. Sản phẩm khác có hiệu suất hút nước kém, dễ sinh ra vi khuẩn. Bây giờ hãy mở ra để xem bên trong loại sản phẩm. Phần đáy của sản phẩm khác bìa ẩm. Sản phẩm băng vệ sinh khác không thể hút điều, dẫn đến phân loại biến dạng hoặc tạo ra cảm giác có vật lạ bên trong. Sản phẩm của công ty Fantech chúng tôi được bọc 360 độ băng giấy không bụi với các hạt polymer siêu thấm có khả năng thấm hút ngay lập tức ở mọi vị trí. Tổng thể khả năng thấm hút của sản phẩm khác kém hơn so với sản phẩm của Fantech và khả năng thấm hút ảnh hưởng rất lớn đến khả năng kháng khuẩn và cảm giác thoải mái khi sử dụng băng vệ sinh. Vậy là một người tiêu dùng thông minh, bạn sẽ chọn sản phẩm nào?